Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị. Chương trình hôm nay, thứ tư ngày 13 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây. Làm việc với huyện Cam Lộ, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị địa phương chủ trọng phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao để tăng giá trị sản phẩm trên cùng một đơn vị diện tích gắn với khâu chế biến sản phẩm. Kỷ niệm 131 năm ngày vua Hàm Nghi ban chiếu Cần Vương. Ngư dân tăng cường tổ chức thành đoàn đội khi sản xuất để hỗ trợ nhau trên biển. Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Cam Lộ về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ trong những năm tiếp theo. Dự buổi làm việc còn có lãnh đạo các sở ngành liên quan. Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Vì vậy, ngay từ đầu năm, huyện Cam Lộ đã tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, đề án trình ban chấp hành đảng bộ huyện ra các nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng các giải pháp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới, thực hiện đồng bộ các giải pháp về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế gắn với củng cố an ninh quốc phòng. Nhờ vậy, trong 6 tháng đầu năm nay, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội của huyện Cam Lộ đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, xây dựng nông thôn mới, hệ thống giao thông, chợ, các thiết chế văn hóa thể thao, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, xây dựng thương hiệu nông sản, tình hình thu chi ngân sách nhà nước, thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp và một số vấn đề quan trọng khác. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của huyện Cam Lộ trong thời gian qua. Để đẩy nhanh tốc độ phát triển những năm tới, đồng chí đề nghị địa phương cần tập trung tìm ra các giải pháp phù hợp nhằm khai thác tốt tiềm năng lợi thế, trong đó chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao để tăng giá trị sản phẩm trên cùng một đơn vị diện tích gắn với khâu chế biến sản phẩm. Giải pháp mà đồng chí đề ra đó, để phát triển cái nông nghiệp hay là một cách khác là phát triển các cái dư địa còn lại trong nông nghiệp là ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển các cái mô hình sản xuất công nghệ cao. Đây là một hướng đi rất đúng và cần phải quan tâm để thúc đẩy. Thì tôi cho đây là một trong những giải pháp hết sức quan trọng để phát triển ngành nông nghiệp của ta lên một cái bước mới, có nghĩa là tăng giá trị sản xuất trên từng diện tích và sản xuất những loại mà người ta cần, nó có giá trị cao. Đối với xây dựng nông thôn mới, đồng chí Nguyễn Đức Chính đề nghị huyện Cam Lộ không chạy theo thành tích, huy động nguồn lực phải vừa sức dân, lồng ghép các nguồn vốn khoa học, chú trọng xã hội hóa và lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu. Đối với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, huyện Cam Lộ cần thực hiện một cách bài bản, lâu dài, chú trọng mối liên kết với hệ thống giao thông, với các địa phương lân cận. Để phục vụ tốt yêu cầu phát triển, huyện phải đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng đội ngũ công chức, viên chức. Về những đề xuất kiến nghị của lãnh đạo huyện Cam Lộ, đồng chí Nguyễn Đức Chính cho ý kiến chỉ đạo cụ thể, giao các sở ngành liên quan phối hợp với địa phương thực hiện cũng như tham mưu đề xuất những vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sáng nay, huyện ủy Gio Linh đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, biểu dương các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2011-2015. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ huyện ủy Gio Linh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Trọng tâm là chuyển từ học tập sang làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay. Các cấp ủy đảng, lãnh đạo cả cấp đã nỗ lực, chủ động sáng tạo, tìm tòi những cách thức triển khai phù hợp với địa phương, đơn vị, cụ thể hóa nội dung chỉ thị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của mỗi tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể của mỗi cán bộ đảng viên.
Qua đó, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, nhất là tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, hiệu quả trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Những việc làm cụ thể thiết thực của cán bộ đảng viên đã có sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển đi lên của huyện. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đánh giá cao những kết quả mà cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Gio Linh đã đạt được sau 5 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Đồng thời, yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Gio Linh thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị với phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, học đi đôi với làm. Chú trọng việc làm theo bằng những công việc cụ thể, thiết thực, kết hợp việc thực hiện chỉ thị với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhân dịp này, Huyện ủy Gio Linh đã tổ chức khen thưởng cho 12 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2011-2015. Hôm nay, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về chương trình hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghệ và đề xuất một số phương án để có kế hoạch nghiên cứu ứng dụng thực tế tại Quảng Trị. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hà Sĩ Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tại buổi làm việc, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã trao đổi một số chương trình hợp tác, liên kết đào tạo, chuyển giao công nghệ và giới thiệu một số sản phẩm ứng dụng công nghệ về nông nghiệp, lâm nghiệp khá phù hợp với thực tế tại Quảng Trị. Trong đó có ý tưởng thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở vùng núi, đồng bằng và ven biển. Theo đó, ở vùng núi, cải tạo diện tích đất trồng sắn KM94 bị bạc màu, kém dinh dưỡng bằng phương pháp xen canh dùng phân xử lý từ vỏ củ sắn. Vùng đồng bằng đưa thử nghiệm một số loại giống cây lúa mới năng suất cao hợp với điều kiện tự nhiên ở vùng miền. Vùng đất cát ven biển trồng cây dứa cho năng suất cao, đầu ra ổn định, thu nhập đáng kể. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Sĩ Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao ý tưởng chuyển đổi, tái cơ cấu cây trồng trên địa bàn tỉnh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Đồng chí hết sức quan tâm đến dự án trồng cây dứa vùng cát ven biển. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Sĩ Đông đề nghị Học viện Nông nghiệp Việt Nam mạnh dạn triển khai thí điểm mô hình trồng cây dứa trên đất cát ven biển. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện. Đề nghị các sở ngành liên quan phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức nhiều cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề về chuyển đổi, tái cơ cấu cây trồng để lựa chọn được mô hình thích hợp ứng dụng trong thời gian tới. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và Học viện Nông nghiệp Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giai đoạn 2016-2021. Chiều nay, Thường trực Thành ủy Đông Hà tổ chức hội nghị bàn phương án đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mekong. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đông Hà. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 6 tuyến đường được dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mekong đầu tư xây dựng với nguồn vốn do Ngân hàng Phát triển Châu Á và Chính phủ Việt Nam tài trợ. Đến nay công tác kiểm đếm thiệt hại, xác định nguồn gốc đất đai được triển khai thực hiện. Tuy nhiên trong quá trình kiểm đếm có một số hộ dân chưa kiểm kê được do phải chỉnh lý hồ sơ địa chính nên không có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo trong công tác giải phóng mặt bằng. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị các phường tăng cường cán bộ để xác định nguồn gốc đất đai đảm bảo hoàn thành trước ngày 20 tháng 7. Sáng nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác của Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội và Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa Bộ Tư lệnh Thủ đô với các tổ chức chính trị xã hội của thành phố Hà Nội. Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Ban Dân vận và Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa Bộ Tư lệnh Thủ đô với các tổ chức chính trị xã hội của thành phố Hà Nội đã chia sẻ một số kinh nghiệm và hiệu quả mà Ban Chỉ đạo đã đạt được trong công tác phối hợp. Từ khi có Ban Chỉ đạo, công tác phối hợp vận động quân chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giữa Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội với tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố đã có chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, tăng cường củng cố mối đoàn kết quân dân trên địa bàn, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 13 tháng 7, kỷ niệm 131 năm ngày vua Hàm Nghi ban triệu Cần Vương kêu gọi văn thân sĩ phu và nhân dân cả nước phò vua cứu nước tại thành Tân Sở thuộc vùng của huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị hiện nay.
Hơn một thế kỷ đã trôi qua, thành Tân Sở trở thành một di tích lịch sử văn hóa quan trọng của tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, công tác đầu tư tôn tạo và phát huy tác dụng vẫn chưa tương xứng với giá trị và tầm vóc lịch sử của di tích này. Thưa quý vị và các bạn, Sử Cua, nơi tôi đang đứng ở đây là một vùng gò đồi rộng lớn với nhiều sản vật địa phương mang nét đặc trưng rất riêng của vùng đất đỏ Ba Chan. Và đây cũng là một trong những mảnh đất có truyền thống cách mạng lâu đời. Cùng chính bởi địa thế và nhân tâm ấy, đây là vùng quê được lịch sử lựa chọn làm nên một tên sở cần vương nổi tiếng trong lịch sử dân tộc. Di tích thành Tân Sở tọa lạc trên một bình nguyên đất đỏ Ba Gian thuộc vùng Cùa, huyện Cam Lộ, cách thành phố Đông Hà khoảng gần 20 km về phía Tây. Năm 1883, đứng trước nguy cơ kinh thành Huế bị thực dân uy hiếp, phải chủ chiến của triều đình nhà Nguyễn đã bí mật tổ chức sơn phong ở các tỉnh để chuẩn bị kháng chiến lâu dài. Cũng từ đây, một kinh đô dã chiến đã được khẩn trương xây dựng ở Tân Sở để làm nơi trú ẩn cho vua và triều thần. Đêm 23 tháng 5 năm Ất Dậu, tức mùng 4 tháng 7 năm 1885, sau thất bại của cuộc tấn công quân Pháp ở kinh thành Huế, vua Hàm Nghi cùng các quan đại thần và đoàn tùy tùng phò xa giá ra Tân Sở, Quảng Trị. Tại đây, ngày 13 tháng 7 năm 1885, thay mặt vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết đã ban chiếu cần vương, kêu gọi văn thân, sĩ phu và toàn thể nhân dân phò vua đánh Pháp. Hưởng ứng lời hiệu triệu cần vương, một phong trào kháng Pháp đã đồng loạt nổ ra ở nhiều địa phương trên cả nước và kéo dài trong suốt gần 10 năm trời. Tân Sở trở thành trung tâm lãnh đạo kháng chiến của phong trào cần vương. Đặc biệt, ngay cả khi vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt lưu đày, thì phong trào cần vương vẫn tiếp tục duy trì, phát triển. Sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi vì theo cái quan điểm của Nho giáo thì đất nước một ngày không thể không có vua. Khi mà vua ra khỏi hoàng cung thì như vậy là đất nước không có chủ. Và khi mà vua phát ra một cái lệnh, một cái chiếu cần vương là vì vua, thì đã kích thích vào cái lòng trỗi dậy, cái lòng yêu nước, cái truyền thống đấu tranh để giữ nước của dân tộc. Đây là một cái hiệu lệnh và đây là một cái lời kêu gọi hết sức quan trọng chính thức của nhà vua được ban bố ra là vua đã đi kháng chiến. Thành Tân Sở là công trình quân sự cuối cùng của triều đình phong kiến nhà Nguyễn, đồng thời cũng là nơi nhen nhóm, thổi bùng ngọn lửa đấu tranh của phong trào yêu nước chống xâm lược những năm cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20. Ngày 16 tháng 1 năm 1995, di tích Tân Sở đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng quốc gia là di tích quan trọng cần được tôn tạo, bảo vệ. Tuy nhiên, hiện nay vẫn mới chỉ có một bia đài như thế này được dựng lên tại địa điểm thành Tân Sở xưa. Chúng tôi đang còn tiến hành là quy hoạch mặt bằng và tiến tới sẽ là xác định cái vị trí, và trước mắt thì do cái điều kiện cho nên chúng tôi cũng đang còn tìm cách huy động các cái nguồn lực để đầu tư xây dựng cái nhà thờ vua Hàm Nghi và các tướng sĩ cần vương, và cái nhà trưng bày các cái hiện vật của vua Hàm Nghi, các tướng sĩ cần vương và phong trào cần vương để là thể hiện cái tinh thần trân trọng cũng như là gìn giữ những cái yếu tố truyền thống của cái di tích này. Sơn phòng Tân Sở, nơi vua Hàm Nghi hạ chiếu cần vương năm 1885, này đang ở trong tình trạng phế tích. Cách đây vài năm, những bụi tre đằng ngà, chứng tích cuối cùng còn sót lại trên thực địa của thành Tân Sở cũng đã bị phá bỏ. Hầu hết, diện tích thành Tân Sở đã trở thành vườn cao su. Di tích thành Tân Sở đang rất cần được nhà nước, ngành chức năng có phương án đầu tư, tôn tạo kịp thời để tương xứng với tầm vóc của một di tích lịch sử quan trọng không chỉ của tỉnh Quảng Trị mà còn đối với cả nước. Một biểu tượng về tinh thần yêu nước và ý chí quật khởi của dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, việc thành lập các tổ đội sản xuất trên biển là câu chuyện được các địa phương chia sẻ kinh nghiệm cho nhau từ lâu nay. Tuy nhiên thì sự liên kết này vẫn là vấn đề có tính thời sự khi sản xuất trên biển có nhiều tình huống xấu. Đặc biệt, trước việc Trung Quốc đang thông báo tạm ngừng đánh bắt có thời hạn, người dân Quảng Trị không hề nao núng. Để động viên ngư dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị liên quan thông báo động viên ngư dân yên tâm bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam, đặc biệt là hướng dẫn ngư dân tăng cường tổ chức thành đoàn, đội khi sản xuất để hỗ trợ nhau trên biển. Anh Bùi Đình Chiến, một ngư dân can trường ở khu phố 6, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh,
Với 35 năm theo nghiệp đánh cá ở ngư trường xa, nơi trang trọng trong căn nhà anh được treo đầy những tấm bằng khen, giấy khen của quá trình bám biển. Trong đó có cả kỷ niệm chương vì chủ quyền an ninh biên giới. Hiện anh có 2 tàu cá công suất lớn, 120 và 250 mã lực. Với những con tàu lớn, tuy nhiên mỗi lần anh ra biển đều có đoàn đội của mình. Theo anh, ra biển làm ăn phải có bạn. Đội thì khoản thành lập, sau khi thành lập thì họ chia ra 5 tổ, 5 chiếc, 3 chiếc cái đó thành lập tổ thì họ đi với cái công thức là đoàn kết. Thứ hai là và giúp đỡ lẫn nhau khi tai hoàn nạn trên biển và khi những cái mà bảo tổ hoặc là sự tai nạn đặc biệt rất là như mà tàu thuyền chìm thì họ tập trung để họ cứu hộ cứu nạn. Hiện nay, tỉnh Quảng Trị có 111 tổ đội hợp tác sản xuất trên biển được thành lập với hơn 2.626 lao động, 805 tàu cá. Trong đó có 19 tổ đội với loại tàu có công suất từ 90 CV trở lên, chuyên đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa. Thông qua sự liên kết, ngư dân thường tin cho nhau biết ngư trường có nhiều cá, luân phiên nhau đưa cá vào bờ hoặc lấy thêm lương thực thực phẩm để các tàu khác ở lại bám biển. Đặc biệt là ứng phó với các diễn biến bất lợi về an ninh trên biển. Ví dụ như khu phố tôi là 40 chiếc tàu, tôi cho thành 7 tổ. Trong đó là một tổ là nó gồm có là 7 tàu, hay là 6 tàu, hay có tổ là 9 tàu, là để cùng nhau là hoạt động khai thác vùng khơi. Mà khi vùng khơi đó mà trở ngại trên vấn đề cái tình hình trên biển, mà khi mà tình hình ví dụ như các tàu nước ngoài là họ là đe dọa, hay là có một hình thức gì đó, là chúng tôi là tập trung là kêu gọi tất cả các cái trong 7 chiếc đó, hay là nhiều khi 10 chiếc hay là 20 chiếc nữa, để tập trung để hỗ trợ cho nhau. Trong lĩnh vực khai thác nguồn lợi từ biển, Quảng Trị đang tập trung phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ. Hiện trong tổng số hơn 2.000 tàu cá, Quảng Trị có 182 chiếc đánh bắt xa bờ với những ngư trường xa như Hoàng Sa, Trường Sa và Vịnh Bắc Bộ. Cùng với sự nỗ lực vươn khơi của chính những người dân, cơ quan chức năng đang từng bước sát cánh, hỗ trợ người dân ngoài khơi xa. Đặc biệt là hướng dẫn bà con tham gia những vùng biển của chúng ta quản lý, đặc biệt là tìm hiểu thêm về các luật pháp vùng biển quốc tế, hỗ trợ các cái vấn đề về thông tin liên lạc, về bảo hiểm thuyền viên, thân tàu, và đã góp phần cho bà con yên tâm sản xuất cũng như là bám biển dài ngày. Trước tình hình hoạt động khai thác hải sản trên biển có diễn biến bất lợi, việc đoàn kết với nhau thành lập các tổ đội hợp tác sản xuất trên biển của ngư dân tỉnh Quảng Trị vừa nâng cao hiệu quả khai thác, vừa tương trợ lẫn nhau khi có tình huống bất lợi xảy ra. Trong khó khăn, ngư dân Quảng Trị càng đoàn kết và quyết tâm bám biển sản xuất. Mỗi sáng sớm, các tàu cá vẫn háo hức ra khơi, góp phần khẳng định vị thế chủ quyền của nước ta trên biển. Sáng nay, Đoàn Luật sư Quảng Trị đã tổ chức đại hội bất thường để thảo luận quyết định nội quy hoạt động nhiệm kỳ 2013-2016. Tại đại hội, các đại biểu đã phát huy trí tuệ, tập trung thảo luận và đi đến thống nhất nội quy hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2013-2016 gồm 5 chương, 19 điều, quy định chi tiết về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Đoàn Luật sư Quảng Trị, quyền, nghĩa vụ của luật sư thành viên, người tập sự, hành nghề luật sư, cơ cấu và lề lối làm việc, nhiệm vụ của ban chủ nhiệm, sự phối hợp giữa Đoàn Luật sư với tổ chức hành nghề luật sư, khen thưởng, kỷ luật và giải quyết khiếu nại tố cáo, tài chính và tài sản của Đoàn Luật sư, điều khoản thi hành nội quy. Đồng thời, đại hội đã quyết định về cơ cấu, lề lối làm việc, nhiệm vụ và quyền hạn của ban chủ nhiệm, quyền, nghĩa vụ của luật sư thành viên đối với đoàn luật sư, trách nhiệm của tổ chức hành nghề luật sư trong công tác phối hợp. Bên cạnh đó, đại hội cũng đã quyết định công nhận danh sách thành viên danh dự của Đoàn Luật sư Quảng Trị nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của các thành viên danh dự trong sự nghiệp xây dựng, phát triển tổ chức hoạt động của luật sư, quan tâm ủng hộ hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư và chiến lược phát triển đội ngũ luật sư tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. Thời gian qua, đàn trâu lá xuất hiện ở xã Cam Tuyền đã nhiều lần tấn công người, đe dọa tính mạng và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Liên quan đến vấn đề này, sau khi xem xét đề nghị của huyện Cam Lộ và đề xuất của Chi cục Kiểm lâm tỉnh về việc bàn biện pháp xử lý ngăn chặn đàn trâu hoang tấn công người dân tại khu vực tiểu khu 604-605 xã Cam Tuyền, hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản yêu cầu huyện Cam Lộ chỉ đạo các đơn vị và xã có liên quan xây dựng phương án kịp thời ngăn chặn, xử lý đàn trâu lá theo các nội dung đề xuất của Chi cục Kiểm lâm để ổn định sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Trước đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh xác định đàn trâu trên là trâu nhà, thả rông lâu ngày trong rừng thành trâu hoang.
không phải là động vật rừng. Do vậy, theo quy định thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng đề nghị xã Cam Tuyền thông báo ngay cho người dân và các xã lân cận để xác định chủ sở hữu đàn trâu hoang, đồng thời chủ động xây dựng phương án ngăn chặn và xử lý đàn trâu hoang trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lộ phê duyệt. Công ty may Hòa Thọ Đông Hà vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức thực hành diễn tập phòng cháy chữa cháy, bảo vệ tài sản năm 2016. Tình huống giả định tại công ty may Hòa Thọ Đông Hà, trong khi công nhân đang làm việc thì tại kho thành phẩm xảy ra sự cố cháy, sau đó lửa phát triển nhanh, lan rộng, đe dọa đến an toàn tính mạng của công nhân. Với các thao tác chuyên nghiệp, chỉ sau một thời gian ngắn, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, cứu được tính mạng của công nhân và hạn chế thiệt hại tài sản của công ty. Qua đợt diễn tập này, giúp cho cán bộ công nhân công ty may Hòa Thọ Đông Hà nâng cao hơn nửa ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy, phát huy tốt phương châm bốn tại chỗ, góp phần đảm bảo an toàn kho xưởng, thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng cháy chữa cháy trong thời gian tới. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.